xin chào mọi người. Chào mọi người. Nếu mà hôm nay video clip này là Thiên Vũ sẽ hướng dẫn mọi người cách setup sắp sóng cho con micro sensor, thì video clip này dành cho những các bạn mà đã mua hàng tại Thiên Vũ và những khách hàng mà đã mua hàng tại Thiên Vũ và cũng như là những các bạn ở bất kỳ nơi đâu mà chúng ta đã có sở hữu một cây mixer này hoặc ở nước ngoài gì đó mà chúng người Việt mà chúng ta sở hữu cây sensor dòng 285E nhưng mà không biết cách set sóng hoặc vô tình cái tần số sóng đó nó bị nhiễm, thì Thiên Vũ sẽ hướng dẫn mọi người cách setup. Thì cái cây này nó sẽ làm cho giữa phiên bản một tay mic và phiên bản hai tay mic đều được như nhau. Thì để mà setup cái này thì mời các bạn ở đây thì Thiên Vũ sẽ hướng dẫn, thì các bạn có thể tùy chọn được cái dãy sóng. Thì ở đây là các bạn muốn set sóng nào thì chúng ta bấm chữ set này, bấm chữ set scan ha, set scan đó, thì ở đây thì nó lên xuống qua là channel nè. Thì các bạn có thể, chúng ta sẽ được 100 số băng tần, chúng ta sẽ được 100 số sóng, 80 đúng rồi, 89 số thôi, 20 ha. Thì mọi người đây chúng ta để mà chúng ta chỉnh, đây là băng tần số, ví dụ như đây là số 20 đi, ok, là đây là hàng chục. Và bắt đầu giờ Thiên Vũ muốn set cái hàng lẻ thì Thiên Vũ sẽ lại nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ nhảy hàng lẻ chớp và chúng ta sẽ bấm. Thì sau khi mà bấm xong rồi á thì mọi người chỉ cần bấm set thêm cái nữa nó sẽ đứng. Ví dụ giờ Thiên Vũ muốn chọn là 39 đi, chọn số đẹp đấy coi, cho 39 đi, cho số đẹp luôn, bấm cái nữa để chỉnh số lẻ lên 39, bấm scan cái nữa là đứng. Thì lúc này là cái màn hình led ở bên đây nó đang thui thùi lùi và nó không có thể set sóng. Thì ở phía dưới này mọi người thấy ở dưới cái cây micro này zoom đó, ở đây nó có cái nút sin nè mọi người ha. Thì mọi người sẽ bắt đầu nhấn vô thì mọi người sẽ thấy cái đèn chớp, rồi quay cả toàn cảnh để mọi người thấy. Rồi ok, rồi khi mà Thiên Vũ nhấn này vô, nhấn giữ luôn nha mọi người, thì mọi người sẽ thấy cái đèn sóng nó chớp, đèn sin nó sẽ chớp, thì mọi người thấy không, nó sẽ sáng lên. Thì lúc này mọi người vẫn tay mình vẫn giữ nguyên ha, và mọi người chỉ cần nhấn chữ sin một lần thôi. Rồi sau khi mà nhấn vô mà cái này nó hiện sóng á, hiện cái cây anten á, tức là đã set xong, ok, tự động hoàn toàn là xong, quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok, alo như vậy là đã xong rồi đó, tại vì Thiên Vũ không có mặt men nên chỉ nghe tiếng sấp thôi. Đây là một cái clip ngắn để hướng dẫn cho tất cả những khách hàng mà đã và đang mua cái dòng sản phẩm này ở trong hoặc ngoài nước, thì chúng ta có thể biết cách set sóng. Chúng ta phải ở nhà thì ở trên tay mic nó cũng hiện cái số 39 đây này đó, mọi người thấy ha. Ok rồi, nếu mọi người thấy video clip ngắn hay nhưng mà bổ ích cho mọi người thì đừng quên ủng hộ Thiên Vũ, nhấn like và subscribe và nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những clip chia sẻ hay hơn. Xin chào.